Chúng tôi xin đưa ra gợi ý trước. Các bạn chú ý nhá. Gợi ý của chương trình: đây là một gương mặt cực kỳ quen thuộc trên truyền hình Việt Nam. Một phút bắt đầu. Trên truyền hình. Trên truyền hình Việt Nam. Là nhân vật này làm về cái gì? Nam hay nữ gì đấy? Kịch sĩ. Kịch sĩ. Không phải kịch. Diễn viên cải lương. Sai. Có người, người nam. Người không. Nam. Không. Người không phải là người Bắc. Đúng. Người Bắc. Là nam. Không. Là nữ hả? Chính xác. Nữ. Có cho trong nghề có là ca nhạc nè. Không. Kịch sử nè. Không. Kịch sĩ này cải lương không. Nè. Không. Hay là sứ công viên. Sai. Yeah. Đúng. Hắn sứ công viên là nữ mà ở ngoài Bắc. Đúng. Đúng. Cô ấy tên là. Có được là nghệ sĩ gì không? Là giới tên. Có cái có danh hiệu nghệ sĩ. Có một cái cô mà tóc ngắn. Rồi đúng rồi. Sứ công viên nổi tiếng. Nghệ sĩ ưu tú. Một. Câu trả lời. Câu trả lời. Đó là. Nên mà chị nhớ không lầm. Đó là. Cô Kim Tiến. Cô Kim Tiến. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Hồi xưa cổ tóc dài, sau này cũng cắt ngắn rồi. Yeah. Wow. Một giọng đọc không thể nào mà lẫn đi đâu được. Các bạn có 5 điểm, xin chúc mừng các bạn. Dẫn đầu. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời chúng ta sẽ xem một clip giới thiệu về nghệ sĩ ưu tú, phát thanh viên Kim Tiến nổi tiếng trên truyền hình Việt Nam. Ngoài gọi là phát thanh viên, chỉ gọi là sướng ngôn viên. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình thời sự tối đầu tiên năm mới 2001 của Thiên Niên Kể Mới, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung nổi bật sau đây. Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện văn hóa lớn đang diễn ra ở thủ đô Hà Nội trong những ngày này. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến là phát thanh viên, biên tập viên nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam. Xuất thân từ một nghệ sĩ múa, nhưng bà có niềm đam mê với phát thanh truyền hình. Năm 1975, bà về công tác tại đội múa của Đài Truyền hình Việt Nam và sau đó được chuyển sang làm phát thanh viên. Bà là một trong những phát thanh viên đầu tiên của Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam và cũng là một trong những người dẫn chương trình truyền hình đầu tiên kể từ khi VTV lên sóng. Ngoài công việc phát thanh viên và biên tập viên, Kim Tiến còn làm thuyết minh cho phim truyền hình. Bà là người thuyết minh cho bộ phim nổi tiếng Tây Du Ký, bản năm 1986. Kim Tiến thôi làm phát thanh viên chương trình thời sự từ tháng 5 năm 2001. Bà chuyển sang làm việc tại ban chương trình, lên hình ở chương trình hộp thư truyền hình trên VTV1. Năm 2002, bà nghỉ hưu nhưng vẫn mở lớp dạy phát thanh biên tập cho các học viên trẻ. Hình ảnh rất quen thuộc đối với những người làm truyền hình. Chị Kim Tiến gần như là những thế hệ đầu tiên của truyền hình Việt Nam. Tôi chắc rằng là những người đây cũng đều rất quen thuộc với những gương mặt này, đúng không? Em nghĩ là tất cả những cái đứa trẻ của chúng em khi mà vào cái thời điểm mà được xem TV lần đầu tiên cho đến mãi về sau này thì cái giọng của cô ấy là một trong những cái giọng mà khi bắt đầu mở thời sự ra ấy, cảm giác cực kỳ thân thương, thì chắc chắn là không thể nào mà nghe giọng cô Kim Tiến lại lẫn với một người nào cả. Và còn một điều đặc biệt nữa mà anh Thiên Vương nói với em nãy giờ và giờ, anh phải bật mí cho mọi người biết. Thường thường mà chúng ta gọi điện thoại mà khóa máy là: thưa ba, quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thưa ba, quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Yeah. Đó là nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến. Thế chứng tỏ là Thiên Vương nhiều lần bị từ chối quá nhỉ? Mới hôm nay em mới biết đây là giọng nói của người phụ nữ huyền thoại trong cái điện thoại. Đó, cho nên là hầu như đó, ai cũng biết là giọng nói này, nhưng mà mình không hình dung là người đó là ai. Nhưng mà thực đó là cô Kim Tiến. Bây giờ thì hai bạn sẽ thi ở phần thi thử thách riêng này. Dạ. Chúng tôi có một phút dành cho hai người để đưa ra những câu hỏi, để đưa ra những câu trả lời có hay không, dạ, đúng hay sai, thế thôi. Sau một phút thì bạn sẽ phải nói cho chúng tôi biết nhân vật khách mời của chúng ta là ai. Và chúng tôi sẽ đưa ra một gợi ý. Đầu tiên sẽ là một gợi ý cho bạn. Đây là một nghệ sĩ nhân dân nổi tiếng. Một phút dành cho hai bạn bắt đầu. Xin mời. Nghệ sĩ nhân dân này là ở miền Bắc đúng không? Đúng. Người đây là nam đúng không? Không. Thường hay hát bài về cách mạng đúng không? Không, không. Là kịch nói? Đúng. Có liên quan tới làn sóng xanh hay không? Không, không. Có hay đóng chương trình Còn 3 giây. Không, nhà rất nhiều chị em. Không, không được gợi ý. Không được gợi ý thế. Hỏi đại, nói đại tên đi. Nói đại, nói đại tên. Vân Dung. Không, chưa, chưa đúng. Hết giờ. Câu trả lời tên cuối cùng của bạn. Tên là gì? 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ.
Bạn hãy quay lại, nhân vật đó đang đứng đằng sau. Trời ơi, trời ơi. Khó quá. Khó quá. Một thời em xem phim của chị đóng. Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, tên thật là Trần Mai Khanh, xuất thân trong một gia đình truyền thống bề thế về nghệ thuật. Bà được biết đến với vai trò là một diễn viên điện ảnh và nghệ sĩ kịch nói. Khởi đầu sự nghiệp với những vai đảo thương, bước ngoặt đến với bà năm 1986 khi bà được chọn đóng vai một nữ anh hùng. Từ đây, bà phát hiện được khả năng hóa thân nhiều vai diễn với tính cách phức tạp. Năm 2000, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh thử sức mình ở mảng hài kịch và đạt được nhiều thành công to lớn. Bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật từ năm 1970 cho đến nay, bà đã tham gia diễn xuất trong nhiều hoạt động sân khấu điện ảnh lẫn truyền hình và là một trong những diễn viên lâu năm nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh là trường hợp hiếm hoi được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân trước tuổi. Thưa quý vị, chúng ta gửi lời chào tới nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh. Chắc chắn là từ thập niên 60 cho tới giờ thì chị có những kỷ niệm cho từng thập niên một, đúng không? Bây giờ tôi sẽ nói từng thập niên một và chị sẽ nói một kỷ niệm thôi, gắn với cái thập niên đấy. Bây giờ thập niên 60 đó là gì? Năm 60 thì... Thập niên 60 chứ không phải năm 60. Những, trong cả mưa, thập vâng, niên những năm 60. 60 rất tiếc là Khanh chưa chào đời. Thập niên 70. Vâng, 70 thì tuyệt vời hơn. Một tuổi thơ dữ dội nhưng mà rất là lãng mạn và đáng yêu. Đây là những cái năm chìm trong chiến tranh khói lửa. Nhưng mà trẻ em của con em nghệ sĩ thì hồn nhiên lắm. Cứ chỗ nào sân khấu thì chỗ ấy không còn là chiến trường, wow, mà đó là thiên đường. Thập niên 80. Thập niên 80 còn tuyệt vời nữa, bởi vì trong cái năm này là Khanh đã có 2 năm bắt đầu chính thức bước chân vào gọi là nghệ sĩ chuyên nghiệp ở tại nhà hát tuổi trẻ. Là năm 78, năm 80 thì có một kỷ niệm vô cùng tuyệt vời. Đó là những cái vai diễn như là Cô Tấm, kịch Việt Nam, những bộ phim Thanh niên xung phong của Việt Nam. Và đặc biệt là đã được làm một vở kịch kinh điển mà đời một nữ nghệ sĩ thì mơ ước muôn phần. Đó là Romeo Juliet. Thập niên 90 thưa chị. Vâng, thập niên năm 90 còn tuyệt vời hơn cả 70-80. Là năm mà Khanh quay trở lại với phim trường dữ dội nhất. Bởi vì cái năm khi mà ở những thập niên 80 thì đã hứa với nhà hát là không đi đóng phim nữa. Và để phải nuôi dưỡng và hình thành cái phong cách sân khấu trong vòng 10 năm. Vậy là không lấy chồng, không sinh con và không đi đóng phim. Năm 90 thật là tuyệt vời của sự quay trở lại điện ảnh. Và còn thập niên 2000 thưa chị. Cái này còn tuyệt vời hơn nữa. Vâng, những năm này thì bây giờ mới là bắt đầu. 70-80 chỉ là thực tập sinh thôi. Thì từ những năm sau đó trở đi thì Khanh vững vàng hơn, tự tin hơn và được trải nghiệm hơn. Có bao nhiêu thể loại và loại hình nghệ thuật là Khanh thử nghiệm hết. Từ bi kịch, kịch tâm lý, kịch chính luận và đặc biệt là hài kịch. Cảm ơn chị thật nhiều vì những chia sẻ, vì những gì mà chị đã thay chúng tôi muốn nói. Chị Khanh ơi, em nói câu cuối cùng nhé, trước khi chị vào nhé. Đáng lý ra em phải phóng lên đấy, em phóng lên đấy em ôm chị. Nhưng mà thực sự em nhìn thấy chị ngày hôm nay ấy, thật ý, em nhìn xong em cảm thấy em không còn là phụ nữ nữa hay sao ấy. Thật thế, tôi chán lắm cơ đây này. Em đứng gần chị em thấy em ngượng lắm, em không dám đứng ấy. Mà đây này, này gấp đôi này. Thôi em không lấy đâu. Nhưng mà em ngưỡng mộ chị lắm. Vân có biết không, Vân đã là niềm mơ ước của chị Khanh từ cách đây nhiều năm, khi mà chị Khanh xem Vân đóng Chuyện Lạ. Trời ơi, mình cứ mơ ước tại sao đóng được như cô Vân, diễn mà như không diễn và rất sâu thẳm. Vân có thể như là một phù thủy ở trong ngành mà hóa thân vào nhân vật. Thôi em ôm nhé. Vì cái lời khen đó, vì cái câu đó, họ đã ôm nhau trên sân khấu của Ký Ức. Gặp lại nhau trong chương trình này thật là vui, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn chị Lê Khanh. Cảm ơn tất cả các bạn.